mấy gì chưa? Rồi. Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì bây giờ em với anh Toàn sẽ quay một vòng để cho cả nhà xem toàn cảnh dự án nhá. Hôm nay là ngày chủ nhật nên là khách hàng lên tham quan dự án rất là đông luôn. Và dự án này thì thực sự là diện tích của nó là tổng là 3,6 hecta nha, gồm 255 sản phẩm, gồm tất cả là có 10 block nha cả nhà nha. Cả nhà cũng thấy hình ảnh hôm nay không ạ? À, khách hàng lên xem rất là đông đúng không ạ? Rất là đông luôn. Và hiện tại là đang tiến hành nhận giữ chỗ nha cả nhà nha. Nếu mà tất cả các quý khách hàng lên xem và tham quan á, mình cảm thấy là vị trí này cũng như là phù hợp với giá cả này, túi tiền của mình, thì mình tiến hành đặt giữ chỗ. Và sau đặt giữ chỗ đó, nếu mà quý khách hàng đến ngày mở bán và 2 tuần nữa là mở bán, nếu mà quý khách hàng mình á thấy cái giá tiền đó nó phù hợp với nhu cầu cũng như là tài chính của mình á, thì mình sẽ tiến hành giữ tiền giữ chỗ đó, sẽ chuyển qua tiền cọc ha cả nhà ha. Và bây giờ hiện tại là đang mới bán giá F0, bởi vì cả nhà cũng biết là dự án 1/500 là khi mà có bản đồ 1/500 và được nhà nước phê duyệt thì bên chủ nhà đầu tư đã được phép là bán rồi nha cả nhà nha. Nên là bây giờ có giá F0. F0 ạ. Khi mà chúng ta mua hoàn thiện cơ sở hạ tầng hết rồi thì lúc đó chúng ta sẽ bán với giá F1, F2. Thì cả nhà cũng thấy là quy mô dự án đúng không ạ? Bởi vì thực sự là dự án nằm ở cái vị trí rất là đắc địa, nằm ngay mặt tiền đường DT741, nối liền giữa Sài Gòn và tỉnh Bình Phước, và nó nằm ở giữa lòng hai khu công nghiệp chính. Ba khu công nghiệp đó là khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 2, khu công nghiệp V-Ship 2. Vì thế anh chị em công nhân viên cũng như là các chuyên gia nước ngoài về đây sinh sống và làm việc rất là nhiều. Giá này thì giá vừa tầm với anh chị em công nhân nha. Nếu mà tất cả các anh chị em công nhân viên mình mua, mình ở thì đó là một điều tốt. Còn nếu mà nhà quý anh chị mà mua để đầu tư á, thì chúng ta được giá F0 ngay trước mắt là chúng ta đã lời được gần 100 triệu ạ. Bởi vì sao ạ? Giá chiết khấu, nếu mà quý anh chị và các bạn có đủ tiền mặt thì chúng ta đã được thanh toán 95% thì sẽ được chiết khấu 10% và 1.000 USD. Còn nếu mà quý anh chị mà không có đủ tài chính không được linh động thì mình thanh toán theo tiến độ, chia được 5 đợt và sẽ được chiết khấu 5% và 1.000 USD nha cả nhà nha. Đó, đây là chính là cái block A nha cả nhà. Diện tích từ 60 đến 120m2. Đó, tùy vào vị trí và vị trí nên là giá nó sẽ khác nhau ạ. Cả nhà có hình dung được dự án rồi đúng không ạ? Đây chính là trục đường chính từ cổng đi vào nha cả nhà nha. Đây, trục đường chính đi cổng đi vào. Đó, cả nhà thấy không ạ? Cổng chúng ta là ngoài kia. Và mặt lộ của trục đường là 13m nha cả nhà nha. Và mỗi bên vỉa hè là 3m. Dự án 1/500 thì mọi người cũng biết đặc điểm của dự án 1/500 là có đầy đủ tất cả các tiện ích như là cây xanh, vỉa hè, điện âm, nước máy, có đầy đủ. Thường thường những chị em mà chúng ta chưa đi mua đất hoặc là chúng ta là công nhân viên á, thì em khuyên chân thành nên mua dự án 1/500. Bởi vì sao ạ? Khi chúng ta mua dự án 1/500 thì cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện hết và thủ tục pháp lý rất rõ ràng và minh bạch. Chúng ta không có sợ là bị lừa hay là bị người ta gạt là đất tranh chấp hay là như thế này như thế kia ha như cả ha. Tại vì khi chúng ta mua là pháp lý công ty đã lo thủ tục từ A tới Z. Đó, chúng ta lên chỉ xem vị trí. Nếu mà thực sự cả nhà cảm thấy mà chưa chắc chắn thì chúng ta cũng có thể mang cái hợp đồng hồ sơ đó lên Sở Tài nguyên và Môi trường, chúng ta hỏi rõ là dự án đó đã được nhà nước phê duyệt hay chưa, đã có 1/500 chưa, thì lúc đó trên Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời cho chúng ta rõ, để chúng ta lúc đó chúng ta sẽ tin tưởng và mua hơn. Còn nếu mà chúng ta mua ở ngoài, đất ở ngoài
vì sao ạ? Với số tiền 650 triệu thì chúng ta mua đất ở ngoài ở một cái vị trí sẽ không bao giờ đẹp được. Nó ở trong rất sâu, và thậm chí khi mà chúng ta làm đường á, chúng ta phải làm cơ sở hạ tầng như là ống cống này, đường này, và phải xin với giấy phép xây dựng cũng như là lắp điện nước các thứ, tất cả những cái hợp đồng đó thì chúng ta cũng phải là đi xin và tốn rất là nhiều tiền bạc và thời gian. Nếu mà chúng ta làm công nhân viên hay là một cái chức vụ bình thường thôi thì chúng ta phải tốn, thậm chí là tốn rất là nhiều tiền. Còn những anh chị nào mà đã làm về bên đất, chuyên về đất rồi ấy, thì chúng ta rằn về thủ tục rồi chúng ta sẽ làm hơi nhanh một chút xíu, nhưng mà cũng phải tốn một khoản chi phí rất là lớn. Thay vì đó, chúng ta mua đất dự án thì chúng ta có đầy đủ tất cả các tiện ích, và khi chúng ta xây nhà thì đã có chủ nhà đầu tư lo về phần giấy phép xây dựng hết tất cả cho cả nhà luôn. Chúng ta chỉ việc xây nhà và lên vô trong ở thôi ha. Còn vấn đề điện, nước này, rồi giấy phép xây dựng các thứ là đã có bên chủ nhà đầu tư lo hết cho chúng ta rồi. Thế nên là vị trí này thực sự là rất là đẹp và phù hợp với giá cả túi tiền của tất cả mọi người luôn. Tại vì chỉ có 650 triệu thôi. Ngay từ ban đầu thì chúng ta đã một cái giá rất là hời đúng không ạ? Ở một vị trí mà gần khu công nghiệp, đầy đủ tất cả các tiện ích nội khu, ngoại khu. Bên ngoài, tiện ích nội ngoại khu gồm có này, trường trung học cơ sở Trấn Phú Hòa này, trường tiểu học này, rồi chợ Trấn Lưu này. Đó. Và đi khoảng độ 10 phút thì chúng ta đã đến trung tâm tòa nhà hành chính tỉnh Bình Dương, và chúng ta chạy khoảng độ 5 phút đồng hồ là chúng ta đã đến bệnh viện Mỹ Phước 2, và đi 10 phút là chúng ta đã đến trường Đại học Việt Đức nha. Xung quanh bán kính chỉ 10 đến 15 phút là có tất cả các dịch vụ như trường học, rồi ngân hàng, rồi trung tâm, ủy ban. Đó, nên là quý anh chị và các bạn thấy được vị trí này đẹp thì cả nhà hãy liên hệ cho em cũng như là An Toàn để mọi người hướng dẫn cũng như là tư vấn chi tiết cho cả nhà nha. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe video nha. Nếu mà cả nhà thấy hay thì mọi người hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ để em và An Toàn có động lực để quay nhiều cũng như là review nhiều dự án để cho cả nhà xem hơn nhé. Rồi một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.